Bà con thì clip này mình quay cho bà con xem về cái vườn sầu riêng, đó là Dona và ri sáu. Thì đây clip mình quay thực tế bà con xem về cái quy trình mà thu hoạch sầu riêng. Thì vườn sầu riêng này là rất là sai, và đây quả ăn quả này già nhưng mà chín rồi thì tiến hành thu hoạch để tránh tình trạng mà bị sóc ăn rồi. Thì đang quay bà con xem sầu riêng rất đều và đẹp. Thì clip này mình quay rất là dài để bà con tham khảo về cái quá trình thu hoạch và trồng sầu riêng của bà con nông dân ở Tây Nguyên, Đắk Lắk. Đây, những quả sầu riêng nó già hết rồi thì nó chung sóc không tiến hành nó ăn hết, thì mình cũng cho nông dân thu hoạch. Thì hiện nay thì năm nay với năm 2017 thì giá sầu riêng tăng rất là ngắt ngưỡng, từ 40.000 mà lên tới 60.000 thì rất cao so với mọi năm. Thì năm nay thì mùa bội thu khiến cho nông dân của bà con ở Tây Nguyên, Đắk Lắk thì rất là được lợi nhuận cao về cây sầu riêng. Thì cây sầu riêng là một trong những cây lợi nhuận hàng đầu và cây ăn quả lợi nhuận rất là lợi nhuận, có nghĩa gọi là siêu lợi nhuận luôn. Trái một trái trung bình 3 kg đi mà đã 150.000 rồi thì con xem rất là lợi nhuận. Thì quá trình chăm sóc cây sầu riêng thì nó cũng mang nhiều cái yêu cầu đòi hỏi về kỹ thuật. Thì qua clip này mình quay để bà con xem và nhìn nhận được cái quả sầu riêng Dona và ri sáu ở địa bàn Buôn Hồ, Đắk Lắk. Thì những bà con nào chưa có nhu cầu, chưa biết về quả sầu riêng á, thì qua clip này các bạn có thể thêm và theo dõi về cái quy trình thu hoạch của cây sầu riêng. Xin cảm ơn bà con ạ.